Thôi xin chào anh em nha. Em soạn ra có vài cái chụp giật nha anh em. Hiện nay giá nó cũng ổn định thôi, giá nó cũng rẻ thôi nha anh em. Chụp giật của 2K G2K với 3K anh em chắc xài chung được nè. Đây có 1 2 3 nè. 4 cái. 5 cái nha anh em, 5 cái chụp giật G2K ha. Đó. Rồi đây chụp giật Rubin NB262 nè. Đây có 2 cái. Đây 3 cái luôn anh em. Cái này cũng G2K nha. 2 cái chụp giật của NB262 nè. 70 ngàn một cái nha anh em. Hai cái này 140 nè. Cái này có này nó còn ngon lại hết nha. 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái này thì 80 ngàn một cái nha anh em. Anh em lấy 2 cái thì em ship nhé. Của G2K rồi nha anh em. Đó. Với lại cái này của TL33 nè. Cái này của Mitsubishi TL43 nè. Cái chụp giật của TL43 này nó chụp giật thường nha, không có chờ lực nha. Cái này thì 180 ngàn nha anh em nha, anh em nha. Cái chụp giật TL43 180 ngàn nè. Còn cái này xài cho TL33 được nha. Cái này thì 70 ngàn nha. Đó. Rồi, anh em mua thì liên hệ số điện thoại 034-434-1770 nha anh em. Ngoài ra em có nhập về bố côn nữa nha anh em. Bố côn này nó của xài chung với bố zin của Echo 343 315 được ha. Bố này chất lượng nha anh em. Đó, anh em nào mua thì liên hệ em ha. Đây, đó, bố này. Rất là đẹp. Bố này em thấy là xài rất là bền nha anh em. Lò xo các thứ là xài rất là ngon. Đây là bố côn 343. Rồi tiếp theo là bình xăng con nữa. Bình xăng con này xài cho 343 được nha anh em. 343, 315, Echo 230, 260. Đó. Đây bình xăng con Nhật Bản nha. Này 180 ngàn một cái nha anh em. Bình xăng này dấu sắt ha. Đó là dấu sắt. Nó xài ngon lắm nha anh em. Cực kỳ ổn định và ngon luôn. Nó xài cho dòng máy 40 ly rồi được luôn. Anh em nào mua thì inbox em nha. Đây bình xăng con bãi thì sáng nay lục ra còn mấy cái nữa anh em. Bình xăng bãi nè, hai kim này, này 208 cộng ship nha anh em, 208 cộng ship. Anh em nào lấy thì em dọn, vừa rồi có mấy cái lên thì em bán hết rồi, nay còn được có mấy cái, anh em nào mua thì giờ liên hệ em. Rồi tiếp theo bên trong đây nữa nha anh em, bên trong đây thì còn về mới về một mớ công tắc. Công tắc này hai chế độ nhé, on off và tắt mở luôn á. Đó, nên em nào mua thì liên hệ nè. Với thêm đây có được 3-4 bộ Tiger Bob Nhật Bản nữa nha anh em. Đây Tiger Bob Nhật này. Cái này nó có công tắc ở trên luôn nè. Đó. Xịn sò luôn. Đó. Anh em nào thích thì liên hệ với em ha. Giá này là 300 ngàn một bộ, em bao ship nha. Anh em nào mua thì chốt. Đủ cầm đồ luôn nha anh em. Đủ cầm đồ hết nha. Rồi còn lại thì ít mấy cưa tin 023, ít tin 021, ít tin 020, Huana 236 nè, ít tin 021, 023, còn này 018. Đó, mấy cưa ha anh em. Này là đầu TL33. Đó, Mitsubishi TL33 ha. Em có cục Genoax G4C, cục này nòng 40 ly lượng nha anh em, nó trên ba lô á. Cục này em bán là bao hơi được ha, bán 1,2 triệu nha anh em. Anh em nào kết thì liên hệ ha. Còn này tin 021 nè anh em. Rồi, bye bye anh em nha.